Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái căn nhà của anh chủ nhà. Anh đi định cư ở Mỹ, anh đang kinh doanh cái tiệm nét thu tiền hàng ngày, rất đông khách trên một cái vị trí đặc biệt ở Gò Vấp. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó, căn nhà trước mặt các bạn đây, một trệt 3 lầu, hiện đang kinh doanh tiệm nét. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi từ cái con đường số 59 ở Gò Vấp để đi vào cái căn nhà đó. Rồi hiện tại mình đang đứng trên đường 59 đây, phía trước mặt các bạn là đi ra đường Lê Đức Thọ, quẹo về Lê Văn Thọ, Quang Trung, đi về chợ Hanh Nhơn, đi về chợ Thạch Đà đều được hết, đi về chợ Sông Mới. Và cái hướng ngược lại đây thì đi ra Quang Trung, đi ra Phạm Văn Chiêu, đi ra chợ Thạch Đà. Ở trong đây thì có trường học, có chung cư, có cư dân, đầy đủ hết các bạn, khu vực rất đông đúc. Đó, trước mặt các bạn là con đường 59, còn đây là cái hẻm số 120, mình đi thẳng vào căn nhà. Đó, từ cái vị trí này đi vào căn nhà chừng khoảng 80m các bạn, 80-90m gì đó. Rồi giờ mời các bạn cùng đi. Khu dân cư đã quy hoạch ổn định, đường xe tải thông đi tất cả các hướng bản cờ. Nếu mình đi thẳng đường này thì quẹo ra chợ Thạch Đà chừng khoảng 100m là đi ra Phạm Văn Chiêu để đi về Quang Trung, sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là những cái vị trí đắc địa ở khu vực này, rất cao ráo. Đó, ở đây là dân cư rất sầm uất các bạn. Từ đầu đường chạy vào đây như mình đã nói đó, khoảng 80m à, đó là tới cái vị trí căn nhà liền. Đây, căn nhà trước mặt các bạn đây. Đó, hiện tại để xe Honda xe đạp, bên trong nó đang kinh doanh tiệm nét đó các bạn. Và chủ nhà đang định cư, đi định cư Mỹ, cho nên bán căn nhà rất đẹp, một trệt 3 lầu, cây xanh phủ phê. Với chiều ngang căn nhà lên tới 4m2, chút xíu mình sẽ công bố cụ thể cái kích thước. Đó, đi ra đó là đường số 59, quẹo phải là đi về Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ. Và từ đây đi ra chợ Thạch Đà thì chưa tới 100m các bạn, phía sau lưng này là chợ Thạch Đà. Đó, mời các bạn đi vào căn nhà. Căn nhà có diện tích chiều ngang 4m2 và chiều dài là 16m5, được công nhận ống sổ luôn nha, là 68m2. Diện tích sử dụng 194m2, hướng đông, sổ hồng riêng, một trệt 3 lầu đã hoàn công đầy đủ. Đó, bước vào nhà thì có một cái sân, các bạn thấy không, để xe Honda, trong đây kinh doanh tiệm nét. Đó, nghĩa là anh thu tiền hàng ngày nữa các bạn, nghĩa là các bạn mua là có tiền rồi. Lo tiền, tiền chợ, tiền cơm nước, cơm áo gạo tiền là ok, là nằm ở đây. Cho nên là thực ra anh cũng vì cái công việc, cũng vì cái phải đi, cho nên là anh mới bán cái căn nhà, chứ thu nhập rất ổn định ở khu vực này, khu nhập ổn định. Giá mình sẽ để ở phút thứ 8, các bạn tua tới đó để theo dõi. Bất ngờ, giá rẻ bất ngờ. Đó thì ngoài cái tiệm nét ra, vô trong này là khu vực bếp. Bên cạnh bên tay phải thì có một cái nhà vệ sinh, nhà tắm. Và phía sau là khu vực bếp, để mình quay sơ bộ cho các bạn coi. Nói chung vô trong đây thì hơi thiếu sáng các bạn ha, hơi thiếu sáng cho nên nó hơi mờ mờ một chút. Thì mở cái đèn lên để cho các bạn, đó, khu vực bếp. Đó, thật sự là một cái vị trí khá đẹp ha, xe hơi chạy vô nhà luôn, kinh doanh được cái tiệm nét, khách rất là đều đặn. Khu vực dân cư an toàn, toàn nhà cao tầng không, nghĩa là khu dân trí cao đó các bạn, khu dân trí cao. Rồi mời các bạn đi lên lầu 1, cầu thang thì làm được bằng đá granite này, đá đen luôn các bạn, đá đen luôn. Nhà này được thiết kế theo kiểu lệch tầng. Đó, bước lên cái là đây có một cái phòng ngủ liền. Đó, các bạn thấy không? Đây là phòng ngủ liền. Phía sau cái cửa sổ đó là cái ô giếng trời, đó, để lấy thoáng và lấy gió. Cho nên là các cái căn nhà mà làm theo kiểu lệch tầng này thì rất là thoáng và thoáng mát luôn. Đó, rồi bước lên vài bước thì bên tay phải là cái nhà tắm để sử dụng chung cho cái lầu 1 này. Đây là cái nhà tắm, nhà vệ sinh sử dụng chung này. Đó,
Nhà về kết cấu thì rất tuyệt vời, có điều anh không có sơn phết lại thôi. Các bạn về có thể bỏ dẹp đi và sơn phết lại thì cái nhà sáng trưng. Đó, phía trước đây là cái phòng ngủ số 2. Nói chung là nhà kinh doanh đó, cho nên anh đang ngại sơn phết đồ này kia thì phải nghỉ kinh doanh, rồi khách khứa người ta lại gián đoạn ra, cho nên anh để vậy. Và bây giờ khi mà đi định cư Mỹ thì anh quyết định là anh bán với giá rẻ thôi để anh lo công việc. Phía trước này là có phòng ngủ, này là có một cái sảnh rất đẹp luôn, cái ban công nhô ra, có cả cái sân ngồi uống cà phê chiều chiều ngắm người đi đường cũng rất là ok ha các bạn ha. Đó, đó là hai cái phòng ngủ ha, đó là tầng 1 lệch tầng. Rồi lên lầu 2. Đó, lên lầu 2 thì bước vài bước cái là phía sau có một cái phòng ngủ liền. Đó, phòng ngủ đây đặc biệt có cái nhà tắm ở trong phòng luôn. Đó, đây các bạn. Đây là cái cửa sổ của ô giếng trời. Phía sau cùng này là cái nhà tắm cho cái phòng ngủ đây. Đó, nói chung là nhìn thì nó vậy nhưng mà chỉ cần vài thùng sơn thôi các bạn về lăn sơn lên là nó như mới luôn, như mới luôn. Đó, đó là phòng ngủ số 3 các bạn ha. Tiếp lên đây là phòng ngủ số 4, bên tay phải có cả nhà vệ sinh luôn, nhà tắm luôn. Đó. Phía trước là phòng ngủ và cũng có ban công phía trước luôn các bạn ha, cũng có ban công để nhìn xuống đường luôn. Đó, nó giống như ở dưới lầu 1 vậy đó. Đó, ban công khá rộng luôn, nhìn cái view rất đẹp ha, nhìn qua bên kia cái nhà kia đó, nhà kia đó, nhà kia quá đẹp luôn. Nghĩa là người ta để người ta làm, người ta kinh doanh đó, một cái khu vực này làm ăn buôn bán rất tốt, bởi vậy nó cái giá rẻ bất ngờ, thật sự mình thấy giá rẻ bất ngờ. Bốn phòng ngủ các bạn, bốn phòng ngủ và lên đây là sân thượng trước sau. À, khu vực sau này là làm sàn giặt, sân phơi. À, nhìn ra cái view phía chợ Thạch Đà, sau lưng này là chợ Thạch Đà đó các bạn. À, đặc biệt căn nhà chiều ngang tới 4,2 m, khu vực xe hơi xe tải vô rất là thoải mái thông thương. Đó, phía sau là chợ Thạch Đà, làm ăn buôn bán tốt. Nói chung là các bạn nếu sở hữu nó là về là có tiền đồng vô đồng ra rồi các bạn. Đó, cái tiệm nét là rất 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 đông khách, mình vô ngồi chút xíu mà khách khứa vô ra rất là nhiều và suốt ngày như vậy. Rồi mình sẽ xin công bố giá luôn các bạn này, giá chính chủ nha, không qua trung gian môi giới nha, không qua trung gian nha. Đó, giá chính chủ luôn 7 tỷ 6 còn thương lượng. À, 7 tỷ 6 còn thương lượng với 68 mét vuông đất. Đó, và nhà thì một trệt 3 lầu gần 200 mét vuông diện tích sử dụng. À, cho nên là một cái con số các bạn thấy bất ngờ chưa? Và vị trí này là các bạn có thể làm ra tiền được rồi. À, không phải lo cơm áo gạo tiền gì nữa, à, bỏ số tiền ra được cả nhà và được cả cái vị trí để kinh doanh. À, đây là nhìn ra trước đường này các bạn, rất tốt. Nói chung là mình thấy cái vị trí này là khá tốt luôn, thông thương lắm. À, thực ra thì anh bán thì anh cũng rất là tiếc, anh định để lại nhưng mà sợ đi lâu ngày, à, về căn nhà để nó bị hoang phế đi, à, cho nên là anh quyết định anh bán rồi sau này tính sau. Và cuối cùng là cái hồ sơ pháp lý của bạn, hồ sơ pháp lý sổ hồng đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Bạn nào có nhu cầu cứ điện thoại cho mình sẽ dẫn các bạn đi xem nhà cũng như tư vấn thêm cho các bạn một vài chi tiết. À, đây là cái đó, 6 diện tích công nhận là 68 mét vuông này. Và diện tích xây dựng ha, diện tích sàn là 194 mét vuông. Và cái kích thước phía sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. À, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.